Bị nghi đá điệu Trường Giang, Minh Tiệp nhận gạch đá khi an ủi nam em. Ngôn từ có phần ẩn ý của Minh Tiệp đã gây nên một góc tranh luận không nhỏ từ cư dân mạng khi anh để lại lời an ủi tới nam em. Sau ồn ào tình cảm với danh hài Trường Giang, suốt thời gian vừa qua, nam em liên tục có những hành động khó hiểu khiến dư luận không thể chấp nhận nổi. Điển hình như hành động đăng tải một đoạn clip đầy điên đảo trên nền một bài hát của Hàn Quốc trong xe hơi, nam em đã cực phấn khích cho biết: "Ê, nói nghe nè quý vị, tối thứ ba sinh nhật mình, livestream nói chuyện tâm sự nha." Ở ẩn lâu quá trời, như những đồng nghiệp thân thiết, nam diễn viên Minh Tiệp đã dành sự quan tâm đến nam em qua dòng bình luận của mình: "Hãy cứ là em nhé cô em, dù có thể hơi quá, nhưng em thấy happy là được. Sâu thẳm bên trong em là một cô bé tốt bụng. Cũng may cho em không yêu phải mấy chú hề, không thì mệt nữa. Chúc mừng sinh nhật em gái trước nhé." Tuy nhiên, dòng bình luận của Minh Tiệp lại làm phật ý nhiều cư dân mạng. Nam diễn viên sử dụng từ chú hề để nói về một nhân vật xưa cũ mà ai cũng biết là ai. Nam em liên tục có những hành động khó hiểu. Mới đây, cô trực tiếp gửi hình ảnh mặc quần áo xộc xịch, tạo dáng kỳ quặc của bản thân cho nam diễn viên Lê Minh Hu trên Instagram. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.